Chào các bạn đến kênh xe bằng cách 24 giờ. Honda Winner 150 lại rơi giá, cơ hội cho các biker. Sau 2 tháng ra mắt, mẫu container thể thao Honda Winner độc đáo có thủ cạnh tranh với Yamaha Exciter 150 có vẻ không làm được cơn rung chuyển thị trường. Các đại lý Honda đã bắt đầu có động thái mới, giảm giá bán xe xuống dưới mức giá đề xuất, mục đích để đẩy nhanh lượng xe bán ra, không để tồn kho quá lâu. Trong những ngày ra mắt, Winner đã làm giá ở các đại lý giống như mẫu xe trước đây như EPEC và Vision. Sau đó giá bán mẫu container này đã hạ nhiệt dần. Đến thời điểm hiện tại, một số nơi giá bán Honda Winner 150 đã rơi xuống dưới cả giá đề xuất. Theo khảo sát chúng tôi trên thị trường, giá Winner 150 ở các đại lý hit bán lẻ dao động khoảng từ 44 đến 46 triệu đồng tùy khu vực. Cụ thể là khu vực Hà Nội, một số đại lý hit ở Khường Ngân, quanh quận Hai Bà Trưng, giá bán mẫu xe này từ 44,5 triệu đến 45 triệu đồng. Còn hit ở quận Cầu Giấy, giá bán Winner 150 44 triệu đồng cho bản thể thao và 44,5 triệu đồng cho bản cao cấp, tức là rẻ hơn tới 1,5 triệu đồng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Honda Hit Việt Thái bán bản cao cấp với mức giá 46 triệu đồng, bản thể thao mức giá 45,5 triệu đồng, đúng với giá niêm yết. Mọi chuyện đáng lẽ không như dự đoán của Winner 150 đến từ hãng xe Nhật Bản. Sau một thời gian làm giá, Winner đã tiếp tục trượt dốc về giá bán. Nhưng với giá bán hiện tại có thể giúp Winner làm dễ dàng đến tay người tiêu dùng, lợi thế cạnh tranh đối thủ Exciter 150. Thực tế sau khoảng 2 tháng ra mắt, chiếc container này đã bán được khoảng 10.000 xe và bán tập trung chính ở tỉnh miền Trung và Nam Trung Bộ. Cảm ơn sự theo dõi clip này, hẹn lại video clip tiếp, nhớ like hoặc share, nhớ subscribe.